hay có, vừa hài hước nè, dễ thương, sẽ có tiếng cười hài hước nè, xúc động nè, rất là đời sống nè. Vừa có tiếng cười nhưng mà đọng lại đó là tình cảm gia đình, tình cảm cha con, rất là xúc động. Miệng thì cười nhưng nước mắt thì chảy, giống như cái vai anh đang sống, trong vai là anh đang diễn. Nó ngổn ngang á, Sơn bị chết lặng đi. Cô rất cảm động. Nước mắt nó cứ chảy liên tục á. Cảm động nghe, khóc nghe. Rất là cảm động về tình cha con. Khóc mà không kiềm chế được, nói chung là tuyệt vời. Nó rất là đời. Cô cảm ơn tất cả mọi người đã cho tất cả khán giả ngày hôm nay lắng đúng lúc mà Sơn cũng chỗ nữa, khóc cười liên tục mọi người ơi. Rất là nhiều chỗ chúng ta phải chạnh lòng. Quá khóc quá nhiều. Chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều khoảnh khắc của bản thân mình trong cái bộ phim này. Mình nhớ bố mình vô cùng. Mọi người sẽ thấy được chúng ta trong đó. Muốn về nhà với ba. Và những khúc mà tình tiết trong phim thì có những đoạn nó giống. Ma không thể nào mà kìm được nước mắt trước giờ. Ma chưa đi qua một bộ phim nào mà Ma khóc như thế này. Tấm hình của anh Hòa rất là giống ba của Ngọc. Tóc bạc rất là nhiều. Mình đi làm thì mình sẽ không có thời gian để mình nhìn lại cha mẹ của mình đã già như thế nào. Ma thay đổi để ba được làm ba của con. Tôi thương ba. Đã bao lâu rồi bạn chưa nói con thương ba? Có đôi lúc mình cảm thấy là mình bị thiếu sót cái điều đó với những người yêu thương mình. Sau khi xem phim này xong thì chắc chắn là sẽ quay lại và nói với ba cái lời này. Đi cùng với gia đình thì khóc cùng với nhau một lần để nhìn được là chúng ta yêu nhau như thế nào. Yeah. Cũng rất là xứng đáng. Lâu rồi mình cũng chưa nói một câu là con thương ba. Kính mời mọi người đến ăn đám cưới sớm của con nhóc. Đám cưới bà nhóc tao nói vui lắm. Vào ngày 21 tháng 4. Vào ngày 21 tháng 4. Đàm ơn chòm sớm bà con gần xa, ở chỗ nào có cái rạp phim, đưa gia đình mình cũng như là ba mẹ của mình phải ra rạp, nhất định phải ra rạp. Ra rạp để xem phim Con Nhóc Mất Chồng. Con Nhóc Mất Chồng. Con Nhóc Mất Chồng. Con Nhóc Mất Chồng. Đây sẽ là một bộ phim hàn gắn được trái tim của mọi người đó.